Các bạn thân mến, đã quá là lâu rồi thì chúng mình không gặp nhau. Và bây giờ thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi. Chị rất là hy vọng buổi tối ngày hôm nay thì sẽ gặp được nhiều bạn nhất có thể. Bởi vì như chị đã hẹn với các bạn ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên, thì chúng ta sẽ cùng với nhau gọi là lượt lại một chút những kiến thức về văn học và định hướng cho các bạn ôn thi ở trong thời gian này, được không ạ? Thế nên là mặc dù hôm nay giọng chị cũng đang không được tốt cho lắm này, cộng thêm với việc là chị vẫn đang bị ho ấy, nhưng mà chị vẫn muốn có thể lên đây gặp các em và chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện một chút, chia sẻ một chút về việc làm thế nào để có thể học văn hiệu quả. Vì chị sợ là chị không lên livestream lâu quá nên là các bạn quên luôn chị rồi, được không ạ? Em ơi, nếu như mà các bạn đã đang xem phần phát trực tiếp này rồi thì hãy nhanh chóng tag bạn bè của mình vào để chúng ta có thể bắt đầu học cùng với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá, được không nào? Rồi, sẽ đợi mọi người một chút xíu vì đã quá là lâu rồi thì không gặp các em, đúng không? Quá là lâu rồi thì không gặp các em. Hello, xin chào. Xin chào Lan Phương, xin chào em. Xin chào Lan Phương. Xin chào Viết Tuấn, xin chào Thùy Linh. Xin chào anh Tuấn nhá. Xin chào anh Tuấn, ok. Xin chào em. Các bạn ơi, các em đã lên xem phần livestream này chưa nhỉ? Nếu như mà có thể thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết là các bạn vẫn đang ở đấy nhá. Ok chưa nào? Ở thời điểm hiện tại thì chị chỉ ôn thi cho các bạn là học sinh cắt cho các anh chị cấp 3 thôi. Còn lại các bạn cấp 2 thì chị chỉ đang dạy gia sư cho một số học sinh cưng của mình thôi. Thế nên là các bạn sẽ thông cảm cho chị nhá, được không nào? Các em sẽ thông cảm cho chị. Các bạn ơi, hãy gửi lời chào tới chị nhá. Ok, xin chào Thanh Hồng. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau nhé, được không nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau. Các bạn thân mến, đã khá là lâu rồi thì chúng mình không được hệ thống cái kiến thức về văn cùng với chị. Hay là có những cái thời điểm mà các bạn đang gặp rất là nhiều vấn đề về việc học văn. Có cực kỳ là nhiều bạn thì nhắn tin cho chị và hỏi chị rằng là chị ơi, ở thời điểm hiện tại em đang muốn chuyển khối thì cần phải làm như thế nào? Và bạn ấy đang muốn chuyển từ khối A sang khối D hay là sang một khối gì đó mà có môn văn. Bởi vì sau cái thời gian mà bạn ấy bắt đầu ôn văn cùng với chị thì bạn ấy cảm thấy rằng là đây là một cái môn học mà mang tới cho bạn ấy rất là nhiều cảm hứng. Thế nên là bạn ấy muốn là có thể chuyển khối. Thật ra thì vấn đề nằm ở chỗ là việc không phải việc là chúng ta có kịp để chuyển khối hay không, mà các em có đủ quyết tâm để chuyển khối hay không, đó là điều quan trọng hơn. Thế nên nếu như ở trong thời điểm này, nếu như đang cảm thấy cực kỳ phân vân về việc là chúng ta có nên chuyển khối hay không, thì các em hãy xem xét lại về lực học của mình. Các em hãy xem xét lại về vấn đề là các em đang học môn học mà chúng ta cần phải thi như thế nào. Và nếu như cảm thấy rằng môn văn là một môn mà có nhiều điều kiện để chúng ta có thể phát triển, thì chị nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái lựa chọn hết sức là phù hợp đối với các em, đặc biệt là đối với bạn nào mà muốn sau này học về truyền thông này, học về marketing này, hay là học về những điều mà chúng ta sẽ hướng ngoại nhiều hơn, thì chị nghĩ đây sẽ là một cái khối hay là một cái môn học cực kỳ là cần thiết cho các bạn, được không ạ? Rồi,
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay nhá. Chị đã về rồi, thế nên là chị hy vọng là các bạn đã có thể giúp cho chị share phần phát trực tiếp này. Vừa về thì ngay lập tức lên gặp các bạn ngay, bởi vì đối với bản thân của chị thì việc gặp các em là một điều hết sức là thú vị. Chị sợ là các bạn sẽ quên mất chị, thế nên bằng mọi giá chị đều phải chị bằng mọi cách, bằng mọi giá, mặc dù là vẫn chưa khỏi, vẫn đang bị đau họng, nhưng chị nghĩ rằng là gặp các bạn thì mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Các em ơi, nếu như các bạn muốn sở hữu bộ tài liệu ôn thi của chị thì các em có thể nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được tư vấn bộ tài liệu hợp lý nhất với lực học của mình các em nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ Thanh ơi, em hãy nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được admin trả lời sớm nhất em nhé. Ok không nào? Các bạn thân mến, buổi tối ngày hôm nay rất muốn có thể cùng với các bạn làm một đề. Và chị nghĩ rằng là không có điều gì cần thiết hơn việc là chúng ta sẽ làm đề cùng với nhau. Nhưng mà trước tiên, chị muốn hỏi các bạn là các bạn đang học văn đến đâu rồi? Và các em đang cảm thấy là cái năng lực của mình ở thời điểm hiện tại đã được mấy điểm văn rồi? Và các em có muốn cải thiện nó ở trong khoảng thời gian còn lại không? Vì bây giờ đã là tháng 11 rồi, chúng mình chỉ còn tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Chỉ tính đến tháng 5 thôi các em ạ, là chúng ta sẽ chỉ còn 6 tháng nữa thôi là chính thức bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng ở trong cuộc đời chúng mình rồi. Chị biết là các em đang có rất nhiều áp lực ở trên vai. Thế nhưng nếu như chúng ta có áp lực ở trên vai mà chúng ta không tìm mọi cách để có thể giải tỏa được áp lực đó thì điều đó sẽ càng làm cho chúng ta gọi là mệt mỏi thêm thôi. Ok chưa ạ? Rồi, các bạn ơi, nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá. Xin chào Ngọc Bích, bây giờ thì đã trở thành sinh viên đại học rồi đúng không? À, đang học tới đất nước à? Các bạn đang học tới bài nào rồi? Các em đang học tới bài nào rồi? Có rất là nhiều bạn thì học qua Trung Quốc của chị à? Hello Chiêm, trời ơi, bọn mình giờ còn học lại gì nữa, giờ bọn mình già mất rồi. Rồi, xin chào Loan Thu. À, mai bọn em kiểm tra hai tiết văn à? Ok, một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chữa một cái đề nhá. Và các em yên tâm là chị sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cực kỳ là tỉ mỉ. Nên là chị nghĩ là đây sẽ là một trong những cái phần phát trực tiếp hết sức là hữu ích nếu như mà các bạn đang nghe được phần này. Rồi, em đang học tới sông Đà, em học tới sóng, em học tới gì nữa? Tất nhiên là chị có thể nói qua rồi, nhưng mà vấn đề là chị đã có phần chuẩn bị trước về nội dung cho buổi ngày hôm nay rồi. Thế nên là chị muốn là có thể chữa cùng với các bạn trước cái đề mà em ơi, chị đang chủ yếu dạy các anh chị lớp 11 và lớp 12 thôi. Còn lớp 10 thì chị cũng không 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 có nhiều thời gian đấy. Chị đang nhìn thấy rất là nhiều những cái mong muốn của các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay đấy, bởi vì chị lâu rồi không phát trực tiếp đấy, thế nên là ngày hôm nay mới ít người xem thế này à, chẳng thấy ai xem gì cả, chết buồn ghê ấy. Chị còn sách nha em nhá. Nếu như mà em muốn đặt sách để ôn thi đại học thì em hãy nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất, ok không nào nha. Các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm nhé, được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm. Và chị hy vọng là buổi tối ngày hôm nay sẽ là một buổi tối hữu ích đối với các bạn, được không ạ? Nhá, chị hy vọng là như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm với nhau nha, ok chưa? Nào các bạn ơi, bây giờ chị sẽ quay như thế này để các bạn sẽ nhìn cho rõ nha. Ok, đợi chị một chút xíu. Các em nhìn được không ạ? Ok không? Sao lại trang của chị ấy? Em cứ nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên ấy thẳng ạ. Là nhắn tin luôn cho fanpage này thì em sẽ được giải đáp nhanh nhất thôi. Được không ạ? Mờ gì thế này mà mờ á? Các em có nhìn rõ không? Các bạn có nhìn rõ không ạ? Nếu như mà nhìn rõ thì phản hồi cho chị biết nha.
từng là một thời thiếu nữ. Tối à? Chị đã viết gì đâu mà tối? Ồ. Chị đã viết gì đâu mà mờ, chị vẫn cảm thấy khá là ổn định đấy. Các em thấy thế nào ạ? Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cơ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ bắt cá trên đời thay đổi. Nhìn bề anh, người chẳng khiến em lệ đâu. Chị đã viết đâu? Rồi, tối góc nào thì không quan trọng. Quan trọng là chị sẽ viết vào góc sáng. Ok chưa? Nên là các bạn không cần phải thắc mắc về điều gì hết. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái đề bài như này. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau chữa một cái đề bài như này. Ok chưa? Nhá, đề bài của chúng ta sẽ là phân tích 8 câu thơ đầu. Trong trích đoạn Việt Bắc. Của nhà thơ Tố Hữu, được không ạ? Minh Huyền ơi, nếu như mà em muốn đăng ký khóa học của chị thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Nhà thơ Tố Hữu. Các em có nhìn được không nhỉ? Các bạn có nhìn được không? Bởi vì là chỉ có cách ghi như này thôi, nếu mà không ghi ra ấy thì sẽ rất là khó ấy. Sẽ rất là khó để các bạn có thể hiểu bài. Mà hoặc là chị sẽ phải phát trực tiếp bằng OBS. Được không ạ? Mờ chị ơi. Các bạn đợi một xíu nhá, chị cảm giác như mạng đang không ổn định ấy. Nên các bạn đợi một xíu, đợi chị khoảng độ 1-2 phút gì đấy. Cho mạng nó ok lại thì chúng ta sẽ cùng học dễ dàng ngay, ok chưa? Đêm nay là đêm cuối, hai ta gần nhau. Có biết bao nhiêu điều anh muốn nói. Khi nhìn vào thân xác em thấy niềm đau. Ok chưa ạ? Các bạn nhìn rõ chưa? Em biết anh đang buồn lắm đúng không? Anh siết chặt thân xác em trong lặng im. Ok, rõ rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề này. Bao giờ cũng vậy. Thao tác đầu tiên mà khi chị giải quyết một đề văn không phải là chị hì hục nghĩ xem là mình sẽ phải làm cái gì, tức là nghĩ xem là Việt Bắc bao gồm những cái gì, mà bao giờ chị cũng nhanh chóng phát ra những cái quan trọng nhất, cơ bản nhất như sau. Thứ nhất, mở bài chị sẽ dựa vào cái gì? Được không ạ? Ví dụ như ở đây, chị lựa chọn cách mở bài đó chính là cuộc chia ly. Được không ạ? Giữa người đi kèo. Đây là thuộc về phần đề tài chẳng hạn. Ok chưa? Nha, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần thân bài. Được không ạ? Thân bài chị sẽ vạch luôn những cái luận điểm mà chị viết. Luận điểm 1, tác giả tác phẩm. Luận điểm 2, phân tích. Thì ở đây bao giờ cũng phải nêu ra hai cái giá trị về mặt nội dung và giá trị về mặt nghệ thuật. Luận điểm 3, khái quát lại và có thể liên hệ mở rộng ở đây luôn. Được không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ kết bài.
Kết bài đây thì chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề mà chúng ta vừa nghị luận. Và sau đó chúng ta sẽ làm gì ạ? Có thể liên hệ. Ok chưa nào? Nhá, thì đây là cái bước mà bao giờ chị cũng muốn là học sinh của chị sẽ làm. Các em vừa thấy đấy, chị chỉ làm trong vòng khoảng chưa tới 1 phút thôi. Vậy thì tại sao các em không vạch ra cái sơ đồ mà các em định đi, con đường mà các em định đi? Các em vạch ra như vậy đồng nghĩa với việc là gì ạ? Đồng nghĩa với việc là các em đã có được một cái tấm bản đồ để các em không bị lạc đường. Điều đó rất quan trọng. Nên chị rất là muốn các bạn có thể lưu ý giúp chị điều này. Và hãy cân nhắc rằng đây là một trong những việc đơn giản nhưng lại rất quan trọng. Ok không ạ? Chị không biết là khi mà các em giải quyết một cái đề văn thì các em có làm những bước như vậy hay là không. Chị đang muốn hỏi các bạn, chị và chị đang muốn đặt câu hỏi cho các em. Nào, hãy trả lời giúp chị. Các bạn ơi, các em có khi mà giải quyết một đề văn thì các em có làm những bước như vậy không ạ? Các em có làm những bước như thế không? Ok, xin chào Oanh Oanh. Nào, nói cho chị biết. Không à? À, thế thì các em thường làm gì? Khi mà nhận đề văn như vậy thì các em thường làm gì? Nếu như mà các bạn không phải là gạch ra những ý này, à, toàn viết luôn. Đó là lý do tại sao mà các em luôn bị đầu voi đuôi chuột. Hoặc thậm chí có nhiều trường hợp là các bạn là không biết là viết gì tiếp theo đây. Bởi vì cứ thế là hì hục vào viết mà. Phải không nào? Rồi, thì hãy lưu ý giúp chị. À, thường bỏ qua luận điểm 3 bởi vì luôn luôn viết theo đầu voi đuôi chuột đúng không? Rồi, các bạn ơi thì đây, cực kỳ là đơn giản, phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá, chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Đợi chị một chút xíu bởi vì chị muốn cho các bạn xem cái này. Các em hãy nhanh chóng ghi lại nhá. Các bạn ơi, có lẽ là các bạn sẽ phải đợi chị 1-2 phút gì đấy để chị chạy xuống dưới nhà và chị lấy cho các bạn. Cái này chị nghĩ là rất là cần thiết cho các em, được không ạ? Nhá, đợi chị 1-2 phút gì đấy. Ok, chị đã quay trở lại với các em rồi đây. Rất là xin lỗi các bạn là bởi vì
Bây giờ thì chị mới lên được bởi vì chị vừa xuống tầng 1 để lấy một số những thứ cần thiết. Ở đây chị muốn nói với các bạn, chúng ta có phần mở bài, phải không ạ? Chị lựa chọn cách mà chúng ta đi vào mở bài đó sẽ là cuộc chia ly giữa người đi kèo, phải không nào? Chị lựa chọn đó là cuộc chia ly giữa người đi kèo. Ok không? Rồi. Thì các bạn nhìn này. Ở đây chị, khi mà các bạn mua bộ sổ tay văn học của chị ấy, hay là các bạn sở hữu bộ tài liệu của chị ấy, thì các em sẽ thấy là gì ạ? Là chúng ta có được một cái tổng hợp các cái mở bài, các tác phẩm chương trình trọng tâm ngữ văn lớp 12. Đúng không? Thì các em sẽ nhìn thấy này, đây sẽ là một trong những cái tài liệu rất là tốt cho các bạn. Các bạn có thể nhìn đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo nhá. Thật ra rất là đơn giản, phải không ạ? Cực kỳ là đơn giản. Chúng ta có thể lấy những cái mở bài ở trong này để chúng ta phục vụ cho gì? Chúng ta phục vụ cho cái việc học của chúng ta. Ok chưa? Nhá. Đây này, còn có cả mở bài dạng so sánh luôn này. Thật ra ấy, là nói là mở bài dạng so sánh thôi, nhưng mà chúng ta có thể có rất là nhiều cách khác nhau, hiểu không ạ? Bởi vì các em phải hiểu này, mở bài thì bằng gì hả các bạn? Mở bài thì bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề, được không ạ? Vậy thì quan trọng nhất của chúng mình là chúng ta phải có phần này. Bởi vì hay và độc đáo hay không ấy là nằm ở phần dẫn dắt. Đúng không? Hay và độc đáo hay không là nằm ở phần dẫn dắt. Thế nên phần này rất là quan trọng, được không ạ? Phần này rất là quan trọng, hãy nhớ giúp chị điều này nhá. Rồi, thì chúng ta thấy rằng là mở bài thì bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề, được chưa ạ? Ở đây chúng ta có được hay và độc đáo hay không là dựa vào phần dẫn dắt. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy này, em sẽ nhìn nhá. Đây, tài liệu của chị thì bao gồm cả chương trình ngữ văn lớp 11 và 12. Bây giờ chị sẽ lựa chọn Việt Bắc. Em nhìn này, đây chị có đây rồi, Việt Bắc đây rồi, đúng không? Nhìn nhá, đây Việt Bắc cũng đây nữa này. Đó, Việt Bắc đây nữa này. Nhìn này, tôi vẫn còn nhớ nhà thơ Chế Lan Viên đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa trong câu thơ của mình. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Có biết bao mảnh đất, con người đã để nhớ để thương với tâm trí ta trong suốt cuộc đời dài rộng này. Đối với người chiến sĩ thời kỳ cách mạng, nơi chiến khu, vùng căn cứ chính là mảnh đất có thể hóa tâm hồn khi rời xa. Bởi ở đó là thiên nhiên bao bọc, là tình quân dân gắn bó, là đồng chí, đồng đội sát cánh kề vai. Ta bắt gặp nơi chiến khu ân tình như thế. Ta bắt gặp tình cảm với nơi chiến khu ân tình như thế trong thi phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tô Hữu và ghép vào vấn đề này, được không ạ? Để lại ấn tượng nhiều nhất là 8 câu thơ đầu trong trích đoạn Việt Bắc của nhà thơ này. Ok chưa? Nhá. Được không ạ? Thì các bạn, các em ơi, các bạn thấy không ạ? Rất là phù hợp. Chúng ta có thể coi đây chính là cái phần dẫn dắt, đúng không? Và chúng ta cộng với phần đặt vấn đề, đúng chưa nào? Phải không ạ? Cộng với phần đặt vấn đề thì chị nghĩ sẽ rất là hợp lý, cực kỳ là hợp lý cho chúng ta. Thế nên là các bạn có thể tham khảo nhá. Hoặc là đây, các bạn có thể nhìn này, cũng với một cái mở bài phần đề tài này. Đề tài kháng chiến là một đề tài quen thuộc trong thơ ca cách mạng Việt Nam. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, kháng chiến gian khổ, hào hùng của dân tộc ta đều có thể tìm thấy trong thi ca. Nhắc đến đề tài kháng chiến sẽ thật thiếu sót nếu ta không nhắc đến một thi sĩ, chiến sĩ có chặng đường thơ song hành cùng chặng đường cách mạng, nhà thơ Tô Hữu. Việt Bắc là thi phẩm tiêu biểu của nhà thơ này, là khúc hùng ca và cũng là khúc tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. Đọc bài thơ, ta bồi hồi xúc động cho những tháng ngày dài kháng chiến gian khổ của quân và dân Việt Bắc. Vậy như thế, xong trích cái đoạn thơ ra. Ok chưa? Nhá. Thì ở đây có nhiều lắm các em ạ, có cực kỳ là nhiều những cái phần mở bài mà các bạn có thể sử dụng, được không ạ? Nói chung là nhiều lắm. Các em đọc chắc cũng mệt, nhưng bản thân chị nghĩ rằng là một cái phần mà chị hướng dẫn cho các bạn là các bạn có thể
liên hệ với rất là nhiều cái, hoặc là các bạn có thể sử dụng một ý nào trong đó để biến chuyển thành những cái mở bài hay của mình. Ok chưa nhá? Ở đây có cả mở bài cho những cái tác phẩm bình thường, tức là từng tác phẩm một. Ở đây cũng có những cái mở bài mà hướng dẫn chúng ta làm dạng đề so sánh luôn đó. Nên là chị nghĩ là rất là đơn giản, phải không ạ? Nhá. Quan trọng là các bạn có trong tay vũ khí nhưng các bạn sử dụng nó như thế nào thôi. Còn có nhiều trường hợp ấy, các bạn còn có vũ khí trong tay rồi mà các bạn còn không biết sử dụng cơ. Có khi là có rồi mà chẳng bao giờ dùng đến. Ok chưa? Vậy là đăng phần mở bài chiếm được chọn 0,5 điểm, đúng không? Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang luận điểm 1, tác giả tác phẩm. Ok chưa ạ? Thì cái này nó sẽ thuộc vào cái phần đó chính là chúng ta phải nêu ra những cái kiến thức mà mình biết về tác giả và tác phẩm, đúng không ạ? Và nếu như mà các bạn mà biết ấy, thì chị đã từng gửi cho các bạn tài liệu về tác giả tác phẩm rồi, đúng không? Bởi vì cái phần tác phẩm ấy là chúng mình chỉ trọng tâm vào cái gì ạ? Chúng mình chỉ trọng tâm vào gọi là hoàn cảnh sáng tác, được không ạ? Thì ở đây ví dụ nhá, đối với nhà thơ Tố Hữu chẳng hạn. Được không ạ? Nhá, đối với nhà thơ Tố Hữu chẳng hạn thì chúng mình có thể lấy những cái thông tin chính. Đó là gì ạ? À, Tố Hữu là một nhà thơ như thế nào nhỉ? Là một nhà thơ chiến sĩ. Đúng không? Là một nhà thơ chiến sĩ này. Gì nữa? À, là một nhà thơ với giọng thơ gì? Trữ tình chính trị. Đúng không? Phải không ạ? Là một nhà thơ mà đề tài đều viết về cách mạng, về đất nước. Đúng không? Rồi, và chúng ta thấy rằng đây là một nhà thơ gì ạ? Được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Ví dụ là như vậy. Các em có thể viết một cái đoạn văn khoảng từ 5 cho tới 7 dòng về Tố Hữu, đúng không? Sau đó các em sẽ cộng thêm với khoảng 5 cho đến 7 dòng về tác giả tác phẩm nữa. Vậy là các em đã có khoảng từ 10 cho tới 14 dòng về luận điểm 1 rồi. Ok chưa ạ? Hiểu vấn đề chị muốn nói không? Chị đã chia sẻ cực kỳ là rõ ràng với các bạn luôn rồi ấy. Mà bây giờ cái quá trình mà các bạn không hiểu được nữa thì chị cũng không biết là phải làm như nào, được không? Chị cũng không biết là phải làm như nào nhá. Thì hãy lưu ý với chị điều này. Ok chưa? Rồi, hãy nhớ nhá, chúng ta có từ 5 đến 7 dòng cho tác giả và 5 đến 7 dòng cho hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này. Vậy là chúng ta sẽ có từ 10 cho tới 14 dòng trong luận điểm 1. Ví dụ như sau: Tố Hữu được biết tới trong nền văn học Việt Nam hiện đại là một nhà thơ, nhưng cũng đồng thời là một chiến sĩ cộng sản trung thực vô ngần. Từ năm 1938, tiếng reo vui đầu tiên từ ấy đã được nhà thơ Tố Hữu phác họa qua thi phẩm cùng tên của mình, đánh dấu bước chuyển mình của người nghệ sĩ này từ hoàn cảnh đang bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, bây giờ đã tìm ra ánh sáng của Đảng, của cách mạng và coi đó là lý tưởng trong cuộc đời của mình. Nói tới sự nghiệp cầm bút, Tố Hữu luôn coi quan niệm về việc sáng tác, muốn có thơ hay thì trước hết phải tạo lấy tình. Có lẽ cũng bởi giữ vững quan điểm sáng tác này mà giọng thơ người nghệ sĩ này theo đuổi là giọng thơ trữ tình chính trị. Đề tài người nghệ sĩ này thường viết là viết về cách mạng, về đất nước. Mỗi thời kỳ trong lịch sử đi qua, Tố Hữu đều cho ra đời những tập thơ nổi tiếng và gây tiếng vang trong lòng độc giả như Máu và Hoa, Gia Trận, vân vân. Và người nghệ sĩ này cũng được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Một trong số những thi phẩm tiêu biểu nhất là bài thơ Việt Bắc. Bài thơ này được coi là một khúc hùng ca kháng chiến, tình ca kháng chiến, và cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đồng thời là đỉnh cao trong đời thơ của người nghệ sĩ này. Bài thơ Việt Bắc ra đời trong hoàn cảnh khi quân và dân ta đã giành được thắng lợi vang dội trong chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta về Hiệp định Geneva lặp lại hòa bình ở miền Bắc.
Đó cũng là lý do tại sao mà trong khoảnh khắc chia ly giữa người đi kẻ ở, biết bao nhiêu những tình cảm còn đong đầy ở lại. Tô Hữu đã sử dụng ngòi bút của mình để viết nên những tình cảm chan chứa ấy qua thi phẩm Việt Bắc. Để lại nhiều ấn tượng nhất là 8 câu thơ đầu về khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Ok không ạ? Nhá. Hãy nhớ điều này giúp chị. Hãy nhớ rằng luận điểm 1 rất quan trọng. Được không nào? Hãy nhớ. Ok các bạn nhớ một lát nữa. Lớp online của chúng mình sẽ học vào lúc 9:30. Yên tâm, chị nhớ lịch mà. Huy Hoàng ạ. Chị nhớ lịch mà. Nhá. Các bạn ơi, các em có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu phần mà chị vừa chia sẻ không? À, em ơi, để làm một bài văn hoàn chỉnh, Oanh thân mến, bao giờ ở trong phần thân bài của mình cũng phải đưa ra những yếu tố về tác giả và tác phẩm, dù em có làm dạng đề nào đi chăng nữa, dù đó chỉ là phần râu ria và các em nghĩ rằng không trọng tâm, thì phần này, luận điểm này cũng là luận điểm rất quan trọng. Thường thì phần này các em sẽ được từ 0.25 cho tới 0.5 điểm. Còn ở phần mở bài, các em vẫn hoàn toàn có thể sử dụng những cái kiến thức về tác giả để mở bài. Nhưng chẳng ai, rất là hiếm, chúng ta đưa cái phần hoàn cảnh sáng tác vào trong bài viết của mình, vào trong cái phần mở bài của mình. Hầu như là rất hy hữu, thường thì chúng ta sẽ đưa ở phần thân bài. Và nếu như mà nhiều bạn thắc mắc rằng là ở trên phần mở bài em đã viết về tác giả rồi thì sao? Đúng không ạ? Thì ở phần này em có được viết về tác giả tiếp không? Phần luận điểm 1 em vẫn viết về tác giả. Được chưa ạ? Em vẫn phải viết về tác giả giúp cho chị. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là gì? Vấn đề nằm ở chỗ ấy là các bạn như thế nào ạ? À, vấn đề nằm ở chỗ là các em hãy viết về tác giả nhưng những cái yếu tố mà các bạn chưa đưa vào trong phần mở bài của mình. Ok không? Hiểu chị muốn nói không? Nhá. Các em có hiểu yếu tố mà chị muốn nói không ạ? Phần khái quát cái luận điểm này ấy, là các bạn phải đưa lên trên. Ok chưa? Các em phải đưa lên trên giúp cho chị. Các bạn ơi, các em có hiểu không ạ? Các em có hiểu vấn đề không? Các em có hiểu vấn đề mà chị muốn nói không ạ? Rồi. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các bạn đây. Từ từ đúng không ạ? Hà Nội thì không vội được đâu. Ở bên ngoài trời bây giờ thì đang mưa rất là to, thế nên chúng ta càng không thể vội được. Ok không nào? Chúng ta càng không thể vội được mà chúng ta cần phải bình tĩnh. Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok chưa? Nhá. Rồi, bây giờ thì các em sẽ nhìn thấy này. Các em sẽ nhìn thấy chúng ta đăng phần luận điểm 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần phân tích. Phần phân tích này thì lại đòi hỏi rất là nhiều những cái yếu tố. Bởi vì có nhiều bạn nhé, viết những cái bài văn rất là buồn cười. Các em viết bài văn theo kiểu là đề bài yêu cầu phân tích 8 câu thơ đúng không? Tôi viết luôn một phát 8 câu thơ, sau đó viết một cái đoạn như thế này để phân tích. Như thế này, ok, vẫn được điểm, nhưng mà sẽ là điểm thấp. Được không ạ? Cái điều quan trọng nhất là gì? Là các em phải biết chia 8 câu thơ này thành mấy phần. Ok không? Ví dụ nhé, 8 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể chia làm 2 phần chính. 2 phần này mỗi phần sẽ bao gồm 4 câu. 4 câu. Tôi lại chia nhỏ tiếp 2 câu. 2 câu. 2 câu. Và 2 câu. Ok chưa? Nhá, hiểu chị muốn nói không ạ? Hiểu chị muốn nói không? Thì đấy, chúng ta phải khôn khéo để chúng ta chia thành những cái phần nhỏ thì mới có thể phân tích sâu được. Chứ không phải là người ta yêu cầu phân tích 8 câu thơ mà lại cứ gọi là bắt yêu cầu 8 câu thơ mà xong bắt đầu ào ào chép 8 cái câu thơ xong rồi viết một cái đoạn ở đây thì bao giờ điểm thấp cũng là điều đương nhiên. Đừng có hỏi lý do tại sao mà mình bị điểm thấp, bởi vì điểm thấp không điểm thấp mới là bất thường, còn điểm thấp thì lại là hoàn toàn bình thường. Được không ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị điều này. Thì đấy, cái việc bố cục chia câu thơ ra như thế nào rất là quan trọng. Còn đối với văn xuôi thì sao? Nếu mà tôi có phải phân tích một cái yếu tố gì trong truyện ngắn nhá, ví dụ là nhân vật ấy,
thì chúng ta lại phải có cái phương pháp để chia thành các ý khác nhau nữa. Được chưa nào? Hãy lưu ý điều này giúp chị. Thì ở đây chúng ta có 8 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đúng không? Luận điểm 2 này, phân tích này. Được chưa nào? Rồi, thứ nhất chúng ta sẽ có 4 câu thơ đầu. Đây là gì ạ? À, lời của người ở lại. Thế thì phần nội dung này chúng ta ở đâu ra mà có? Phải học. Không học thì không viết được. Thế thôi. Được không ạ? Đơn giản mà. Không học thì không viết được. Được không ạ? Rồi, lời của người ở lại. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. À, mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy. Được không ạ? Thì ở đây nhá, cái quan trọng nhất mà các bạn cần phải đề ra là gì? Chúng ta sẽ phân tích hai câu thơ này trước và hai câu thơ tiếp theo này. Được không? Sau đó chúng ta lại có 4 câu tiếp. Đúng không? Lại phân tích hai câu tiếp này và hai câu tiếp. Sau đó chúng ta sẽ làm luận điểm 3, chúng ta sẽ khái quát lại. Nhớ là khái quát về hai giá trị nội dung và nghệ thuật. Thế thì các bạn hỏi chị là cái phần liên hệ chúng ta có thể đặt ở đâu? Thì cái phần liên hệ mở rộng các em có thể đưa vào đây. Sau khi phân tích hai câu thơ đầu, nếu như có phần liên hệ mở rộng phù hợp cứ đưa vào đây. Phân tích hai câu thơ tiếp, sau khi phân tích xong, nếu như có thể liên hệ mở rộng lại đưa vào đây. Thấy không ạ? Ok chưa? Nhá. Thì đấy, tức là sau khi mà chúng ta đã phân tích trọn vẹn hai cái giá trị về mặt nội dung và giá trị về mặt nghệ thuật, được không ạ? Thì các bạn có thể làm gì ạ? Thì các bạn có thể đưa cái phần liên hệ mở rộng sau khi các bạn phân tích xong hai cái đó. Ok chưa? Nếu như các bạn làm đúng theo, sau chúng ta sẽ kết bài. Nếu như các bạn làm đúng theo cái phần kết bài này thì lại rất dễ này. Ở trong phần bộ mở bài kết bài này có luôn kết bài luôn này. Thích thế không biết? Có tài liệu này ấy, là cứ dùng thoải mái. Đây, nhìn này, tra ra luôn tài liệu kết bài Việt Bắc của Tố Hữu đây. Nhìn này, Việt Bắc là thi phẩm tiêu biểu nhất, được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp thơ của đời thơ Tố Hữu. Đây cũng là thi phẩm được đánh giá mang đậm đà tính dân tộc, chung với tính hiện đại, rất phù hợp với phong cách thơ thường thấy của người nghệ sĩ này. Trữ tình chính trị, những câu thơ viết về sự kiện chính trị quan trọng nhưng lại như lời thủ thỉ tâm tình của đôi lứa uyên ương, gửi tình yêu về mảnh đất và con người Việt Bắc để làm nên những vần thơ gửi cả tình, cả cảnh, cả tinh thần ở lại như vậy. Tôi vẫn thường băn khoăn tự hỏi Tố Hữu đã phải dành nhiều tâm huyết của mình đến như thế nào. Được không ạ? Đây là phần mở rộng. Các em có thể thêm 3 câu ở trên nữa để khái quát về nội dung đoạn trích mà các em vừa phân tích. Được không? Hoặc là đây, nhìn này. Điều còn lại trong mỗi người nghệ sĩ có lẽ chính là một miền đất, một không gian nghệ thuật để đi về. Bởi khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Có lẽ vì thế mà thủ đô cách mạng Việt Bắc đã chắp cánh cho hồn thơ Tố Hữu viết nên thi phẩm cùng tên ở thời điểm hiện tại. Mà ở thời điểm hiện tại, thế hệ đi trước đọc cho thế hệ sau nghe về những nhớ thương mênh mang còn ở lại. Ok chưa? Nhá. Thì đấy, cực kỳ là đơn giản. Phải không ạ? Cực kỳ là đơn giản để chúng ta có thể phân tích. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn có sở hữu hết tài liệu của chị Hiên rồi thì các em sẽ không cần lo lắng về những cái dạng đề như vậy. Được không ạ? Phần mở bài chị đã hướng dẫn ở phần trên rồi nhá Huyền nhá. Ok chưa? Hiện tại thì bây giờ một lát nữa khoảng 9:30 chị có lớp online dành cho các bạn ôn thi trung học phổ thông. Thế nên là chắc là chị sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp của mình tại đây. Chị hy vọng là với buổi tối ngày hôm nay khi mà chị quay trở lại cùng với các bạn thì chị sẽ quay một chút nha. Các bạn ơi, chị hy vọng là với buổi tối ngày hôm nay khi mà chị vừa phát trực tiếp cùng với các bạn trong khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ quay trở lại
Và chị hy vọng là các em đã cảm thấy là việc học văn lấy đà lại, lấy lại cảm hứng, lấy lại tinh thần để cho việc học văn có thể dễ dàng hơn và tốt hơn bao giờ hết. Không có điều gì muốn nói ngoại trừ việc là cảm ơn các bạn vì đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chị. Chị vẫn luôn ở đây để đi cùng với các em chinh phục những chặng đường tiếp theo và ngày càng làm giàu thêm cho bản thân mình, bởi vì chị nghĩ rằng là chị phải tốt lên mỗi ngày thì các em cũng sẽ tốt lên mỗi ngày thôi, được không ạ? Và bây giờ để thay cho lời kết thì chị sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu để thay cho lời kết phần phát trực tiếp này, và chị hy vọng rằng là các em cũng sẽ thích bài thơ này, được không ạ? Và các em cũng sẽ ngày càng yêu môn văn hơn, thích môn văn hơn và có cảm hứng học môn văn hơn, được chưa ạ? Rồi, các em thích nghe bài thơ nào của nhà thơ Tố Hữu ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài thơ rất là quen thuộc của nhà thơ Tố Hữu các em nhé. Bài thơ được mang tên là Em ơi Ba Lan, được không nào? Rồi. Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường bạch dương sương trắng nắng tràn, anh đi nghe tiếng người xưa vọng, một dòng thơ ngâm một giọng đàn. Có phải xô banh tình chưa chan, nâng đàn ca cô gái Ba Lan? Có phải Adam hồn vĩ đại, bay trên đầu thế kỷ nhân gian? Em đi cùng anh lên thành xưa, vác xa va ấm nắng ban trưa, nét vàng lịch sử vừa tươi lại, trong cuộc hồi sinh tảnh gió mưa. Hãy nghe em từng viên đá lát, những con đường tiếng hát đau thương. Ba Lan, Ba Lan, thịt da đã bao lần tan nát, nước mất tim về vọng cô hương. Hãy nghe em từng viên ngói đỏ, những mái nhà phố cũ hồi xuân, máu đã quyển em ơi trong đó, máu Ba Lan và máu Hồng Quân. Ôi máu đồng 15 năm trước, 4 triệu hồn kêu nước trong đêm, em ơi em làm sao quên được. Osservensim, Osservensim, nhớ nghe em những đôi giày nhỏ, tưởng còn đi chập chững chân son, những mái tóc vàng tơ bóng đó, dệt thành chăn dởn bóng oan hồn. Anh đã đến quê em Krakow, như quê anh lộng lẫy cung đền, Hồng Quân cứu va ven xinh đẹp, như thạch xanh đánh ó cứu nàng tiên. Anh đã đến quê em Baltic, sóng xanh ngời ngọc bích biển khơi, đã xóa sạch những ngày đắm xích, máu Ba Lan trong trắng đỏ tươi. Khắp quê em mùa xuân đến rồi, dù đêm qua chút tuyết còn rơi, hỡi người chỉ bên đường quét tuyết, xuân đến rồi, nắng đỏ trên môi. Nắng trên cao cần chụp xây nhà, nắng lưng tàu phấp phới đi xa, nắng đỏ ngực anh người thủ thủy, người thủy thủ đẹp như lò Nova Huta. Khắp quê em mùa xuân mang tên những người con đẹp của trăm miền, hôm nay gọi nhau về đại hội, mở thêm đường đi lên, đi lên. Mùa xuân đó quê em ấm áp, chân người đi vào cuộc đời chung, ngựa đang kéo đồng lên hợp tác, đường ta đi tấp nập vô cùng. Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, đường bạch dương sương trắng nắng tràn, anh đi nghe tiếng đàn xuân ấy, ca ngàn năm Ba Lan, Ba Lan. Các bạn thân mến, đây là một bài thơ rất là hay của nhà thơ Tố Hữu, và chị hy vọng rằng các anh sẽ thích bài thơ này và các anh sẽ thích học văn thêm nữa nhé. Còn bây giờ thì sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối ấm áp, tràn ngập niềm vui và luôn luôn dành thật thật là nhiều tình cảm cho môn văn nhá. Có bất cứ thắc mắc gì thì đừng ngại ngần nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên để được tin chị Hiên hỗ trợ nhanh nhất các em nhá. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ của chị. Bye bye.